Tối qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Quảng bá hàng Việt Đà Nẵng năm 2021. Chương trình do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, mua sắm trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dự và các ban khai mạc chương trình. Chương trình có 50 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đồ gia dụng, tiêu dùng, may mặc, thủ công mỹ nghệ của 46 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam. Chương trình nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thích ứng, kiểm soát hiệu quả của dịch bệnh. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2020 cho 7 sản phẩm của 3 đơn vị. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 cấp quốc gia cho 2 sản phẩm của 2 đơn vị và giấy chứng nhận cấp thành phố cho 9 sản phẩm của 9 đơn vị. Thông qua này thì mình quảng bá, giới thiệu đưa sản phẩm của mình với mọi khách hàng. Một trong những cái sản phẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu thì họ sẽ biết và đồng thời họ sẽ tìm đến nơi để mua. Đi hội chợ những mấy điểm thì nói chung là cơ sở Thảo Sinh cũng được ký được trên 12 cái siêu thị đã lấy sản phẩm của Thảo Sinh. Trong khuôn khổ chương trình quảng bá hàng Việt Đà Nẵng năm 2021, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát động tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm Đà Nẵng năm 2021 được 2 trên địa bàn thành phố từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021 với sự hưởng ứng tham gia tích cực của hơn 20 trung tâm thương mại siêu thị lớn, hơn 6.000 mặt hàng khuyến mại các loại. Ngoài ra, các chuỗi cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng tổ chức nhiều chương trình tại các điểm khuyến mại, bao gồm các nhóm ngành hàng như điện máy, điện tử, điện lạnh, dịch vụ viễn thông, nông sản, thực phẩm chế biến, thời trang, v.v. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với các hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại lên đến 100%.